Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 10, tại chùa Lưỡng Xuyên, tỉnh Trà Vinh đã trang nghiêm diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Lưu Đoàn Phật lịch 2566. Đại giới đàn Lưu Đoàn Phật lịch 2566 do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh khai mở, tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2022. Số lượng giới tử đăng ký thọ giới gần 300 vị. Giới trường truyền giới tỳ kheo và sa di đặt tại chùa Lưỡng Xuyên, giới trường truyền giới tỳ kheo ni Thức Somana và sa di ni tại chùa Liên Hoa. Quan lâm tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Thông, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch thường trực Trưởng ban Tăng sự Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thạch Sóc San, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Hòa thượng Thích Trí Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trưởng ban tổ chức cùng chư tôn đức Phó ban Ban trị sự, chư tôn đức thập sư và đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bạn đồng về tham dự cùng hơn 300 giới tử về thọ giới. Về phía chính quyền có ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các cấp chính quyền tỉnh về tham dự. Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Trí Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự tỉnh, chánh chủ đàn cho biết, lấy tôn hiệu trưởng lão Hòa thượng Thượng Lưu Hà Đoan làm tôn chủ đàn giới, nhằm tưởng nhớ tri ân công đức sâu dày của bậc tôn đức tiền nhiệm, có nhiều công đức cống hiến cho ngôi nhà chung của Giáo hội và Phật giáo tỉnh Trà Vinh. Hòa thượng là bậc tôn trưởng cao minh, là một trong những vị tôn đức có công lớn, đi đầu trong phong trào sứ giả Như Lai thập niên 60-70, cũng là vị giáo phẩm có nhiều công đức trong giai đoạn tái thành lập tỉnh hội Phật giáo Trà Vinh, trường cơ bản Phật học Lưỡng Xuyên trước đây và giai đoạn phục hưng tổ nghiệp làm trụ sở tỉnh hội. Hòa thượng chánh chủ đàn nhấn mạnh, để có người kế thừa mạng mạch Phật Pháp làm cho Phật Pháp tồn tại lâu dài ở thế gian, lợi lạc chúng sanh, đạo Pháp được hưng thịnh. Vì sự nghiệp lớn lao đó, công tác khai đàn truyền giới là một trong những trách nhiệm hàng đầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo tỉnh Trà Vinh nói riêng, cũng là trách nhiệm căn cơ và thiết yếu của người đệ tử Phật. Vì Đức Phật dạy, giới luật là mạng mạch của Phật Pháp, giới luật còn thì Phật Pháp trường tồn, giới luật mất thì Phật Pháp hoại diệt. Tại lễ khai mạc, Tứ Dẫn Thỉnh đã cung an chức sự, nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhân, đương di đàn đầu Hòa thượng đàn Tỳ Kheo, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, đương di đàn đầu Hòa thượng đàn Sa Di, Hòa thượng Thích Minh Thông, đương di tuyên luật sư, Hòa thượng Thích Huệ Thông, đương di Yết Ma A Xà Lê, Hòa thượng Thích Huệ Minh, đương di giáo thọ A Xà Lê và Thất Chứng Sư. Đàn Tỳ Kheo Ni, Thức Xoam và Sa Di Ni cung thỉnh Thích Nữ Như Hiền, đương di đàn đầu Hòa thượng, Ni Sư Thích Nữ Như Hoài, đương di Yết Ma A Xà Lê, Ni Sư Thích Nữ Như Vạn, đương di giáo thọ A Xà Lê. Sau nghi thức cung an chức sự, Hội đồng Thập sự Dị Bộ, toàn thể giới tử quỳ trước Đại Tăng phát nguyện. Giới tử thi rất là nghiêm chỉnh, chấp hành đúng cái nội quy, rồi làm bài thi cũng tương đối tốt. Ban giám hiệu của trường thì năm nay thì trường trung cấp Hòa Hội Trà Vinh cũng có hai vị thọ sa di cũng hạng nhì hạng ba, và bên đó thì kheo thì có một vị hạng ba, thì đó cũng là một cái thành quả qua quá trình giáo dục đào tạo của bản trường. Bên cạnh đó với cái sức cố gắng học tập trước khi thi tuyển vào giới trường của giới tử. Cũng được nhờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, giới đoàn Lưu Đoàn đã tạo điều kiện cho chúng con được thọ giới tại nơi đây, được quý thầy tận tình chỉ bảo. Chúng con đã được nghe những lời pháp nhủ của quý thầy, được truyền trao giới pháp, phẩm hạnh và những điều thiêng liêng, để khi tăng ni sinh của chúng con được thọ giới pháp, được trở về ngôi bổn tự thì cảm xúc của quý thầy chúng con sẽ hoan hỷ, giúp cho chúng con được những niềm tin mới trong đạo pháp và trong con đường tu học về sau. Và con xin cảm ơn đến quý ngài đã tạo duyên lành cho chúng con được thọ giới, và con cảm thấy rất vui và hạnh phúc, và con xin hứa là sẽ tu tập để sau này làm đạo nghiệp cho Phật pháp. Sau khi mà được tuyển chọn đạt tiêu chuẩn để vào giới trường thì có 307 giới tử trở về tu tập, thì thấy có rất là nhiều người thực hiện đúng theo cái nội quy của ban tổ chức, gìn giữ quay nghi tế hạnh và thực hiện đúng theo thời khóa tu tập của đại giới đàn đã đề ra.
Sau khi được giới sư đăng đàn truyền trao giới pháp thì xin suốt đời giữ giới trang nghiêm thanh tịnh, tinh tấn trao dồi giới định tuệ để xứng đáng là đệ tử xuất gia của Đức Phật và hầu đền đáp ân đức của thầy tổ và giới sư. Trước gần 300 giới tử đang trên đường cầu giới pháp, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, chủ tịch hội đồng trị sự đàn đồ Hòa thượng Đại Giới Đàn Lưu Đoan đã ban lời đạo từ sách tấn đến chư giới tử. Trong pháp trích lục, Đức Phật dạy: kính lại giới, hê sinh định huệ, chứng bồ đề khế hiệp chân như, ác duyên ba nghiệp tịnh trừ, tam thừa chứng quả vô dư niết bàn. Như thế thấy rõ tầm quan trọng của giới luật là giúp chúng sanh tránh ba nghiệp ác. Người biết giữ giới sẽ có thể chứng được quả giác ngộ và thể nhập vào cõi niết bàn. Mượn lời ân thê đại sư từng huấn thị: mạc dị xuất gia dung dị đắc, dòm nhân lịch kiếp chủng bồ đề. Hòa thượng muốn nhắc nhở các giới tử hiện diện nơi đây là những người có phước báo, kiếp này được làm người xuất gia là không dễ, vì từ nhiều kiếp trước đã mang chủng thích tử. Bởi thế, hôm nay các giới tử được chư giới sư từ bi truyền trao giới pháp, phải dùng tâm thanh tịnh khát cầu như nắng hạn gặp mưa rào, đồng thời phát đại nguyện giữ giới cho đến mãn phần. Hòa thượng nói thêm, người giữ giới trang nghiêm thanh tịnh đã góp phần làm cho giáo hội trang nghiêm, mạng mạch Phật pháp được lưu truyền, chúng sanh được thừa hưởng được lợi lạc, ứng với câu nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, một người làm lành ngàn người được nhờ. Sâu xa hơn, một tỳ kheo giữ giới sẽ thành tựu được vô tác giới thể, lần lượt chứng được bốn quả vị sa môn, cuối cùng là giác ngộ đắc thành Phật quả.